Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến đang rất hay của Bắc Tống Phong Lưu tập số 32. Sau khi tiễn ba người, Phan Thiếu Bạch quay lại phòng, vẻ mặt không hiểu hỏi. Phụ thân, con thật không rõ vì sao phụ thân lại làm như vậy. Hiện tại phải là bọn họ van cầu chúng ta mới đúng, sao giống như là chúng ta cầu bọn họ vậy? Thực ra trong lòng y luôn không tán thành khoản mua bán này, nhưng y cũng không dám vi phạm ý của Phan Chính. Phan Chính thở dài. Thiếu Bạch, từ nhỏ tới lớn ta chưa từng yêu cầu con cái gì. Nhưng hiện tại chỉ sợ thời gian của ta không còn nhiều lắm, còn nhất định phải đáp ứng ta. Ở trước mặt Lý Sư Phó phải hạ thấp tư thế, cũng phải kết giao với hắn, không được đối địch với hắn. Ta biết trong lòng con không phục, nhưng con phải tiếp xúc với hắn một thời gian, con mới hiểu lời hôm nay của ta. Phan Thiếu Bạch khinh thường nói, nếu y có thể đào bại Thái Viên Ngoại thì con liền đáp ứng phụ thân. Phan Chính thở dài lắc đầu. Túy Tiên Cư và Phan Lâu ký hai bản khế ước, một bản là để cho đám người Thái Mẫn Đức xem, giá thịt bằng với giá thịt trước kia, còn một bản thì chính là mua thịt với giá bằng giá nhập hàng của đám người Thái Mẫn Đức. Rốt cuộc xử lý xong chuyện thịt heo và thịt dê, Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nhưng áp lực trên vai chỉ có tăng chứ không có giảm, bởi vì còn một yến hội đang chờ hắn. Việc nhảy múa và âm nhạc Lý Kỳ đã dạy xong Phong Nghi Nô. Phần ca múa căn bản là do nàng ta phụ trách. Việc huấn luyện tiểu nhị mới vẫn là do Tiểu Ngọc đảm nhiệm. Mà Lý Kỳ làm công việc sở trường nhất của hắn chính là sáng tạo đồ ăn. Hôm nay chính là ngày cuối cùng của tuần lễ pizza. Dù tuần lễ pizza sắp trôi qua, nhưng Tam Quốc diễn nghĩa thì không thể đoạn. Nếu như ngừng kể, vậy thì Tuyết Tiên Cư khỏi cần phải buôn bán. Mà Lý Kỳ đi đường chắc chắn sẽ bị người ta ném trứng thối vào mặt. Cho nên chưa tới giữa trưa, Lý Kỳ không dám tới Tuyết Tiên Cư. Vất vả nhiều ngày như vậy, Lý Kỳ cho mình vài canh giờ nghỉ ngơi, ngủ một mạch đến khi tỉnh hẳn mới thôi. Sau khi tỉnh dậy, Lý Kỳ liền tới tiền viện thư giãn gần cốt, hít đất 20 cái, ăn chút điểm tâm rồi tới sân nhỏ của Quý Hồng Nô. Mấy ngày này hắn không có thời gian để dạy Quý Hồng Nô ca hát, dù sao đang rảnh tới xem cầm kỹ của nàng ta có tiến triển gì không. Mới vào trong sân, chợt nghe thấy tiếng cười ầm ĩ truyền ra từ trong phòng. Wow, thật là nhiều người. Lý Kỳ hiếu kỳ đi tới trước gõ cửa. Ai vậy? Là thanh âm của Tần phu nhân. Phu nhân cũng ở trong đó. Lý Kỳ đáp. Là ta, Lý Kỳ. Rất nhanh cửa liền mở. Người mở cửa không phải là Tần phu nhân, cũng không phải là Quý Hồng Nô, mà là Bạch Thiển Dạ. Lý Kỳ sững sờ ngạc nhiên hỏi. Thần nương, muội tới đây lúc nào vậy? Bạch Thiển Dạ cười đáp. Đến đây đã được một lúc, còn huynh sao giờ mới dậy? Lý Kỳ đáp. Ai bảo, ta dậy từ sớm nữa chứ. Chỉ có điều một mực ở trong phòng suy nghĩ tờ yến tiệc tròn tuổi. Bạch Thiển Dạ nhìn thần sắc của hắn, chính là vừa mới rời khỏi giường không lâu, hơi mỉm cười, sau đó để hắn vào. Lý đại ca. Quý Hồng Nô thấy Lý Kỳ đi tới, vội vàng đứng dậy hành lễ. Lý Kỳ gật đầu hướng Tần phu nhân chào hỏi. Chào buổi sáng, phu nhân. Chào buổi sáng gì nữa, sắp tới giờ ăn cơm trưa rồi. Tần phu nhân cười khổ một tiếng, thấy dáng vẻ bù xù của hắn, hơi khó chịu nói. Lý Kỳ, ít nhất người cũng phải buộc tóc vào chứ. Để lõa xóa như vậy còn ra thể thống gì nữa. Lời này vừa ra thì Quý Hồng Nô và Bạch Thiển Dạ đều cúi đầu cười rộ. Lý Kỳ khó tránh được đỏ mặt, nhưng đời trước hắn chưa từng để tóc dài, càng không biết buộc tóc như thế nào. Bình thường đi ra ngoài dùng dây tùy ý buộc thành tóc đuôi ngựa. Hắn ngượng ngùng đáp, dù sao vẫn chưa xuất môn, đợi tí nữa lại buộc. Tần phu nhân lắc đầu không biết phải nói gì với hắn. Còn có, tóc người cũng dài rồi, không thể buộc linh tinh như vậy. Ngươi xem bên ngoài có ai giống như ngươi không? Nếu như người không biết buộc thì bảo nữ tỷ giúp ngươi. Có phải cô nàng này nhàn rỗi quá không nhỉ? Sao hôm nay lắm lời thế? Lý Kỳ tức giận đáp. Phu nhân cũng biết ta rất bận rộn, thời gian đâu mà chỉnh lý tóc tai. Nếu như phu nhân giúp ta gánh một tí thì ta đã có chút thời gian chỉnh trang cách ăn mặc rồi. Phu nhân tưởng rằng ta không muốn để mọi người thấy khuôn mặt anh tuấn của ta chắc. Tử huyệt, cái này đúng là tử huyệt của Tần phu nhân. Nàng đỏ mặt nói nhẹ. Ta chỉ tùy ý nói thôi, ngươi không thích thì kệ ngươi. Bạch Thiển Dạ mắt chưa ý cười nhìn Lý Kỳ nói, vâng tỷ tỷ, đừng để ý tới huynh ấy vốn đã lười mà. Nói tới tóc tai, Lý Kỳ chợt muốn để tóc ngắn. Đối với một nam nhân của đời sau như hắn mà nói, để tóc dài đúng là bất tiện. Đúng rồi, không biết để tóc ngắn có phạm pháp không? Ba nàng đều sững sờ, đồng thời lắc đầu. Không phạm pháp là tốt rồi. Lý Kỳ sợ Bắc Tống cũng giống như thời nhà Thanh, cắt bỏ mái tóc phải bị tội chém đầu. Như vậy cũng quá không có nhân quyền, điều này càng khiến hắn kiên quyết để mái tóc ngắn. Lý đại ca, huynh hỏi điều này làm gì? Bạch Thiển Dạ hiếu kỳ hỏi. Lý Kỳ cười hắc hắc, ta muốn cắt ngắn một chút, để như vậy thật là phiền chết đi.
Tần phu nhân cả kinh, tóc người ngắn như vậy vì sao còn muốn cắt bỏ? Thế này còn ngắn, Lý Kỳ tức giận nói. Từ lúc nhỏ ta đã thích để kiểu tóc lúc 3 tuổi, không thích tóc dài. Lúc 3 tuổi? Tần phu nhân sững sờ, lúc 3 tuổi ngươi để tóc kiểu gì? Lý Kỳ trợn mắt đáp, giống như phu nhân lúc 3 tuổi. Bạch Thiền Dạ cười khanh khách, sau đó hướng Tần phu nhân nói. Vương tỷ tỷ còn nhớ lúc Lý đại ca vừa tới đây không? Lúc đó huynh ấy cho để một mái tóc ngắn kỳ quái đó sao? Tần phu nhân vừa nghe, nhất thời minh bạch, trừng Lý Kỳ một cái, nghiêm túc nói. Tóc chính là bố mẹ ban tặng, sao có thể tùy ý cắt bỏ? Sao phu nhân toàn thốt lên những lời cổ hủ nhỉ? Lý Kỳ phản bác. Phu nhân, nếu như theo lời phu nhân nói, thân thể cũng là bố mẹ ban tặng, vậy phu nhân việc gì phải che che lấp lấp, sợ người khác nhìn thấy cái gì à? Trong lòng lại bổ sung thêm một câu, nếu phu nhân dám lột bỏ tất cả trước mặt ta, cho dù chọn đời không cắt tóc thì cũng đáng. Tần phu nhân bị lời này của Lý Kỳ làm cho đỏ bừng mặt, gắt một tiếng, không nói lên lời. Bạch Tiền Dạ cũng đỏ mặt nói, huynh thật là toàn suy nghĩ những thứ bậy bạ. Vương tỷ nói như vậy cũng là vì muốn tốt cho huynh mà thôi. Quý Hồng Nô không dám nhiều lời, chỉ đứng một bên gật đầu, giống như là cũng đồng ý với Tần phu nhân. Lý Kỳ lờ đánh nói, thật nương, không phải là muội không biết ta, ta là người tiêu sái như vậy, thích làm thế nào thì làm, không quan tâm tới ánh mắt của người khác. Ta quyết tâm để lại mái tóc ngắn, bằng không ta khéo buồn bực mà chết. Nói tới hắn nhìn về phía ba nàng, đúng rồi, trong ba người ai là người biết cắt tóc? Tần phu nhân chẳng muốn để ý tới hắn, ngẩng đầu lên, nhắm mắt làm ngơ. Bạch Thiền Dạ thấy khuyên bảo vô dụng thì lắc đầu nói, muội chưa từng cắt tóc bao giờ. Lý đại ca, thời gian mẫu thân của muội bị bệnh, muội từng giúp bà ấy cắt tóc mấy lần, không biết có được không? Quý Hồng Nô nhỏ giọng hỏi. Thế là được rồi. Gả mãi mới có một người biết cắt tóc, sao có thể buông tha? Vội vàng gật đầu nói. Vậy đợi lúc nào ta rảnh, cô giúp ta cắt ngắn lại. Lúc đó ta sẽ vẽ một bức tranh, cô theo bức tranh đó mà cắt. Quý Hồng Nô vừa định đáp ứng, Bạch Thiền Dạ rảnh nói, điều này không được. Lý Kỳ kinh ngạc hỏi, vì sao không được? Bạch Thiền Dạ dậm chân một cái. Hồng Nô là nữ, huynh là nam, nam nữ tụ tụ bất thân mà. À, thì ra là nàng đang ghen tị. Lý Kỳ cười ha ha, ha ha ha. Cắt tóc thì nam nữ tụ tụ bất thân gì? Dù sao lúc đó Hồng Nô chỉ chạm vào tóc của huynh, có chạm vào người huynh đâu, cho nên không tính. Hồng Nô, muội đừng để ý tới hắn. Tần phu nhân hừ một tiếng, Lý Kỳ nhãn châu xoay động. Hồng Nô, cô còn nhớ là ai đưa cô tới thần phủ không? Làm người phải biết tri ân đổ báo chứ. Quý Hồng Nô bị kẹp ở giữa, hốc mắt dần đỏ nói. Lý đại ca, muội. Tần phu nhân đứng dậy, cả giận nói. Lý Kỳ, ngươi có ý gì? Lý Kỳ cũng đứng lên, nhìn tần phu nhân lớn tiếng nói. Phu nhân, ta muốn cắt tóc ngắn là việc của ta, không mượn phu nhân xen vào. Vậy thì ngươi tự đi mà cắt, việc gì phải bắt Hồng Nô cắt giúp người? Tần phu nhân khẽ nói. Nếu ta có thể tự cắt được thì ta đã cắt rồi. Lý Kỳ hừ một tiếng hướng Quý Hồng Nô nói. Hồng Nô, không phải Lý đại ca bức cô, nếu cô không muốn thì quên đi, ta tìm người khác. Quý Hồng Nô gật đầu. Lý đại ca, muội đồng ý cắt tóc cho huynh. Thật nghe lời, Lý Kỳ cười đắc ý, hướng tần phu nhân nói. Phu nhân nghe thấy gì chưa, là Hồng Nô tự nguyện. Tần phu nhân chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, liếc nhìn Quý Hồng Nô, thở dài một tiếng. Thôi, tùy các ngươi, ta không quan tâm. Quý Hồng Nô vội đáp, thực xin lỗi phu nhân, muội. Tần phu nhân vươn tay ngắt lời nàng. Ta không trách muội, chỉ là... Nói tới đây, nàng lại hung hăng trừng mắt nhìn Lý Kỳ, nhưng da mặt của hắn quá dày, căn bản là không có tác dụng. Lý Kỳ nhún vai, thấy Bạch Thiền Dạ ngồi một bên quắt môi, cười hắc hắc nói. Tất nương, muội có biết cắt tóc không? Nếu như biết thì muội cũng giúp huynh cắt, có hai người làm chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Đúng rồi, nếu huynh ấy nhất quyết cắt bỏ thì mình giúp huynh ấy cắt là được. Bạch Thiền Dạ gật đầu. Vậy cũng được, nếu để một mình Hồng Nô cắt cho huynh thì có vẻ hơi vất vả cho muội ấy. Thật là cảm tạ hai vị, hôm nào tiểu đệ nhất định sẽ làm hai món ngon đáp tạ hai vị. Lý Kỳ cười ha ha nói. Tần phu nhân vừa nghe, một cảm giác bị cô lập bỗng nảy sinh, thực sự là khóc không ra nước mắt. Thỏa đàm xong việc này, Lý Kỳ cũng không nhiều lời nữa, ngồi xuống ghế, cười hỏi. Đúng rồi, vừa nãy ba người đang nói chuyện gì vậy? Ta ở bên ngoài cũng nghe thấy được tiếng cười. Bạch Thiền Dạ cười đáp. Muội đang kể cho Hồng Nô tam quốc diễn nghĩa của huynh. À, Lý Kỳ nhìn Quý Hồng Nô. Hồng Nô, cô cũng thích chuyện này của ta hả? Quý Hồng Nô gật đầu, vẻ mặt chờ đợi. Lý đại ca, liệu muội có thể cùng Bạch tỷ tỷ tới Túy Tiên Cư nghe huynh kể chuyện được không? Lòng nhân từ của tần phu nhân lại nổi lên, ôn nhu nói. Hồng Nô, nếu muội muốn đi thì tí nữa đi cùng ta và thất nương. Không được không được, nhất định là không được. Lý Kỳ nhíu mày nhìn tần phu nhân. Phu nhân, đừng gây phiền thêm được không? Hiện tại Hồng Nô không thể xuất đầu lộ diện. Tần phu nhân bị Lý Kỳ làm cho tức giận, sắp tức điên lên, vỗ bàn một cái, cả giận nói. Sao lại không được, ta cứ dẫn muội ấy đi cùng đấy. Sao dạo này phu nhân nóng tính thế nhỉ? Lý Kỳ nhún vai đáp. Phu nhân hiểu chút đạo lý có được không? Trước kia phu nhân có như thế đâu. Ta không hiểu đạo lý ở chỗ nào.
ta dẫn Hồng Nô đi ra ngoài một chút, lẽ nào cũng phải được sự đồng ý của ngươi. Tần phu nhân vẻ mặt giận dữ nói, đúng vậy. Lý Kỳ thiên kinh địa nghĩa đáp, đúng vậy. Tần phu nhân sắp bốc khói trên đầu, Lý Kỳ, ngươi đừng quên, ta mới là chủ nhân của Tần phủ. Không sai, Lý Kỳ gật đầu. Nhưng Hồng Nô là do ta mời về, nàng đương nhiên phải nghe theo lời ta. Nếu phu nhân không cho phép hai chúng tôi ở đây, vậy thì cùng lắm ta và Hồng Nô chuyển ra ngoài là được. Dù sao hiện tại ta cũng không thiếu bạc. Ngươi... Đây là lần đầu tiên Tần phu nhân có cảm giác muốn đánh người, toàn thân phát run, bộ ngực cao ngất đung đưa. Lý Kỳ nhìn mà không ngừng thầm niệm A Di Đà Phật. Quý Hồng Nô thấy bọn họ cãi nhau ngày càng to tiếng, liền lo lắng nói: Phu nhân, Lý đại ca, hai người đừng cãi nhau nữa, muội không đi là được. Không được, muội phải đi cùng ta. Tần phu nhân giở chiêu cưỡng chế, Lý Kỳ không nhường một bước. Không thể, hiện tại Hồng Nô chưa thể ra ngoài. Nếu như Hồng Nô muốn nghe thì tối ta kể cho mà nghe. Như vậy sao được, một nam nhân sao có thể nửa đêm xông vào phòng của nữ nhân, còn ra thể thống gì nữa. Bạch Tiền Già cũng tham chiến. Quý Hồng Nô ngập nước mắt mờ mịt nhìn ba người. Lý Kỳ tự biết mình nói sai, ngượng ngùng nói: Thật đường nói rất đúng, vậy thì chuyển sang ban ngày, nếu có thời gian rảnh thì ta kể cho Hồng Nô. Bạch Tiền Dạ thấy mình nói một câu, Lý Kỳ đã ngoan ngoãn phục tùng, thái độ khác hẳn với Tần phu nhân thì trong lòng âm thầm vui vẻ, nhưng nàng cũng không muốn Tần phu nhân và Lý Kỳ lại cãi nhau, liền khuyên can: Vương tỷ tỷ, Lý đại ca cũng vì tốt cho Hồng Nô mà thôi, muội thấy cứ dựa theo lời huynh ấy nói. Thất nương, ngay cả muội cũng... Tần phu nhân vừa quay đầu, chợt thấy Bạch Tiền Dạ bí mật nháy mắt ra hiệu cho nàng, nói tới một nửa thì liền dừng lại. Điều này khiến cho Lý Kỳ ngạc nhiên hỏi: Sao phu nhân không nói tiếp? Bạch Tiền Dạ vội chuyển chủ đề: Đúng rồi, hôm nay huynh định kể chuyện gì? Lý Kỳ cũng không nghĩ nhiều, cười đáp: Cuộc chiến xích bích. Tuần lễ pizza kết thúc, tam quốc diễn nghĩa của Lý Kỳ cũng đến đoạn cao trào nhất, chính là cuộc chiến xích bích. Phía trước khẩu chiến bầy nho, dùng kế phản gián, dùng tuyên cò mượn tên, khổ nhục kế, lợi dụng gió đông của Chư Cát Lượng đã khiến cho mọi người nghe như si như say. Nhưng tất cả chỉ làm nền cho cuộc chiến xích bích, ai cũng không muốn bỏ qua tình tiết đặc sắc này. Hôm nay, Túy Tiên Cư không có người trong cửa, bởi vì cửa ra vào đã đứng đầy người, đang líu ríu trò chuyện, mà chủ đề của mọi người đương nhiên đều là Tam Quốc diễn nghĩa. Mọi người dần quên mất lịch sử chính thức mà coi Tam Quốc diễn nghĩa của Lý Kỳ mới là quy tắc. Hôm nay Hồng Thiên Kiều không mặc khôi giáp mà tới. Dù sao thứ kia quá nặng, mặc vào người rất không thoải mái. Nhưng Cao Nha Nội thì vẫn ăn mặc theo kiểu Chư Cát Lượng, lắc lư cái quạt lông trong tay, đứng bên cạnh là 6-7 thủ hạ. Khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra nụ cười dâm đãng, giống một tên thần côn hay khi dễ dần chúng hơn. Hôm qua lúc Lý Kỳ kể tới đoạn Chư Cát Lượng mượn gió Đông Phong, Cao Nha Nội nghe mà choáng váng. Sự sùng bái với Chư Cát Lượng đã đến tình trạng mù quáng. Nếu đám người Tống Ngọc Thần dám nói một câu không phải với Chư Cát Lượng thì chắc chắn y sẽ liều mạng với bọn họ. Túy Tiên Cư vừa mở cửa, đoàn người giống như thủy triều tuôn vào. Trong nháy mắt, bên trong đã chật như nêm cối. Đám tiểu nhị cũng bị khách hàng chen chúc tới tận phòng bếp. Thực khách muốn ăn bánh pizza và uống rượu phải dùng sức kêu lên. Sau đó tiểu nhị cầm đồ ăn và rượu từ phòng bếp, nhờ các thực khách truyền tay nhau mới tới được vị trí. Đương nhiên, cũng có vài người nhân cơ hội này đục nước béo cò. Còn mẹ nó, sao bánh pizza của lão tử chỉ còn có một nửa thế này? Buồn cười, là ai uống trộm rượu của ta? Các người cho ta một cái đĩa không là ý làm sao? Nhưng chẳng ai quan tâm bọn họ hô hào. Ngô Phúc Vinh thủy chung tránh ở phía sau quầy, thủ vững nhất ba phần địa. Ông ta biết nếu như mình vừa ra thì chắc chắn sẽ không trở về được, trong lòng không ngừng cầu nguyện Lý Kỳ mau tới. Bên kia, Lý Kỳ còn đang liếc mắt đưa tình với Bạch Thiền Dạ, sao mà khoái hoạt. Đợi gần tới buổi trưa, Lý Kỳ và Tần phu nhân cùng với Bạch Tiền Dạ mới đi ra Tần phủ. Để lại ánh mắt hâm mộ của Quý Hồng Nô ở phía sau khiến cho Lý Kỳ không khỏi áy náy. Vừa tới đường cái Biện Hà, Bạch Tiền Dạ và Tần phu nhân rất ăn ý kéo dài khoảng cách với Lý Kỳ, chọn một lối nhỏ rồi trực tiếp đi tới hậu viện của Túy Tiên Cư. Lúc đầu Lý Kỳ còn tưởng rằng Tần phu nhân vẫn còn giận hắn, nhưng khi hắn vừa đi tới Túy Tiên Cư lập tức hiểu ra vì sao Tần phu nhân và Bạch Tiền Dạ phải kéo dài cự ly với hắn. Ủa, sao lại có tượng người ở đây? Lý Kỳ thấy trước cửa ra vào có hai người đứng ở trên ghế, không khỏi kinh ngạc kêu lên thành tiếng: Lý sư phó tới rồi, Lý sư phó tới rồi. Một tiếng thét này đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nhanh chứ chặt hắn, đừng để cho hắn chạy. Một thanh âm cực kỳ kiêu ngạo vang lên ở bên trong cùng, chính là giọng của Cao Nha Nội. Hả, việc gì ta phải chạy, ta có phạm pháp gì đâu? Đang lúc Lý Kỳ nghi hoặc không hiểu, một đám khách nhân liền xúm lại: Mẹ, các ngươi định làm gì? Lý Kỳ thất kinh, vừa lùi về phía sau một bước thì đã bị mọi người kéo lại. Ôi, các ngươi làm gì vậy? Thả ta ra. Ôi, tay của ta. Ai kéo tay của ta vậy? Quần áo của ta. Mẹ, đừng cởi. Ai vừa sờ ngực của lão tử, có bản lĩnh thì đứng lại đi. Một hồi bạo động qua đi, Lý Kỳ còn chưa kịp phản ứng đã bị đưa tới cái bàn lớn ở lầu 2. Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Kỳ lảo đảo, hai tay ôm ngực, cực kỳ sợ hãi nhìn đám đông.
Lý Sư Phó, đừng vội tới phòng bếp, mau kể chuyện đi, chúng ta đợi đã lâu rồi. Tam Quốc, Tam Quốc. Cao Nhà Nội vung cánh tay hồ lớn, mọi người đều hưởng ứng. Mẹ, nguyên lai là muốn ta kể chuyện, cũng không cần phải dã man như vậy chứ. Lý Kỳ rút cuộc đã phản ứng tới, ổn định thân hình, sửa sang lại quần áo, nghi bụng. Một bộ quần áo mới tinh như vậy lại bị các ngươi làm hỏng. Trợn mắt nhìn mọi người, thấy bọn họ đều lộ vẻ chờ đợi nhìn mình, nhãn châu xoay động, bỗng cất cao giọng nói. Mọi người đừng vội, trước khi kể chuyện, tại hạ muốn cùng các vị chơi một trò chơi nhỏ. Hồng Thiên Kiều hiếu kỳ hỏi, trò chơi gì? Lý Kỳ mỉm cười. Mời mọi người tùy tiện móc từ trong lồng ngực hay là tay áo, thứ gì cũng được. Mọi người không hiểu nhưng đều làm theo lời của Lý Kỳ nói, tùy tiện móc ra một số thứ. Lý Kỳ thấy mọi người đã chuẩn bị xong, ho nhẹ một tiếng, bỗng vỗ mạnh thước gõ, nói. Hôm nay tâm trạng của tại hạ không được tốt, cho nên vẫn là câu kia, muốn biết câu chuyện thế nào hồi sau sẽ rõ. Rắc rắc, phanh phanh, đông đông. Hắn vừa dứt lời, chợt vô số tiền đồng, cục giấy bay về phía Lý Kỳ. Lý Kỳ đã sớm có chuẩn bị, vừa nói xong liền núp xuống dưới mặt bàn, tránh khỏi tai họa bất ngờ. Một hồi ném loạn qua đi, Lý Kỳ vội vàng đứng lên, chưa đợi mọi người mở miệng, hắn liền vỗ thước kể. Lại nói Chu Du phái đại tướng Đinh Phụng từ Thịnh đuổi bắt với Trư Cát Lượng, nhưng khi hai người tới Tá Phong Đài thì Trư Cát Lượng đã không thấy bóng dáng. Mọi người vừa nghe hắn lại bắt đầu kể chuyện xưa, vội vàng ngậm miệng lại chăm chú lắng nghe. Đại sảnh quay về yên tĩnh. Lý Kỳ lại vỗ thước nói, nhưng vào lúc này, dừng một chút, hướng mấy nữ tiểu nhị nháy mắt ra dấu, ánh mắt không ngừng quét xuống dưới đất. Vài nữ tiểu nhị lúc đầu hơi ngạc nhiên, theo ánh mắt của Lý Kỳ nhìn xuống dưới đất đều hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy xung quanh Lý Kỳ đều là tiền đồng, tiền giấy, lập tức hiểu ra, ngồi xổm xuống, lén lút nhặt tiền. Một màn này bị Bạch Thiền Dạ ở trên lầu 3 vừa vặn nhìn thấy, liền che miệng cười khanh khách. Đợi thu được tiền cho bộ áo bị làm hỏng, Lý Kỳ bắt đầu chăm chú kể chuyện xưa. Các vị nói xem, lúc đó với Trư Cát Lượng đang ở đâu? Chẳng lẽ ông ấy đã bay mất? Cao Nhà Nội ngạc nhiên hỏi. Đổ mồ hôi, người ít nhất thì cũng phải động não cho khi nói chứ. Bay mất, thiệt thòi người nghĩ ra được. Lý Kỳ lắc đầu. Thì ra với Trư Cát Lượng đã sớm ngờ tới Chu Du sẽ không bỏ qua ông ta, bởi vậy đã an bài Triệu Tử Long ở phía trước tiếp ứng ông ta. Đợi cho Đinh Phụng và Từ Thịnh tới thì với Trư Cát Lượng đã lên thuyền rồi. Nhất thời vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Lúc trước Lý Kỳ giảng tới Chu Du sai người tới bắt Trư Cát Lượng, bọn họ đều lo lắng thay cho Trư Cát Lượng. Mặc dù là đám tài tử thông hiểu lịch sử Tam Quốc như Tống Ngọc Thần cũng rất chăm chú lắng nghe. Kể tiếp, Lý Kỳ lại dùng khẩu tài của mình vẽ lên một trận chiến xích bích hoành tráng, sóng to gió lớn, mưu kế tầng tầng lớp lớp. Đám đông nghe xong đều hô to đã nghiền, vỗ tay tán dương. Tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên một mảnh. Lý Kỳ vốn định kể tới đoạn dùng lửa đốt thuyền là dừng, nhưng mọi người đau khổ cầu khẩn khiến hắn đành phải kể tiếp. Vừa giảng tới, Quan Vũ để cho Tào Tháo chạy mất, mọi người lại bắt đầu tranh luận. Cái tay Quan Nhị Gia kia, sao lúc đấy lại ngu như vậy nhỉ? Trừ các thánh nhân của ta tin tưởng y như thế, sao y lại buông tha cho Tào Tháo? Lý Kỳ, đoạn này ngươi kể không hay lắm. Là một người hâm mộ với Trừ Cát Lượng, Cao Nhà Nội rất tức giận Quan Vũ vì đã phụ lòng tín nhiệm của với Trừ Cát Lượng. Ta thì lại thấy Lý Sư Phó kể rất hay, Tào Tháo có ơn với y sao có thể lấy oán trả ơn? Tống Ngọc Thần lờ đánh nói. Tống Ngọc Thần, sao ngươi cứ thích chọc ngoáy bản nhà nội ta là sao? Cao Nhà Nội cả giận nói. Tống Ngọc Thần cười nhạt một tiếng. Ta không phải cố ý chĩa vào nhà nội, mà chỉ là luận sự mà thôi. Nhưng ngữ khí thì mang theo vài phần khinh thường. Hồng Thiên Kiều mỉm cười lên tiếng. Không phải các ngươi hay nói quân tử phải biết giữ chữ tín đó sao? Quan Nhị Gia đã đáp ứng cho các quân sư, nhất định phải bắt giữ Tào Tháo, nhưng cuối cùng thì như thế nào? Điều này... Tống Ngọc Thần bị Hồng Thiên Kiều làm cho á khẩu không trả lời được. Xác thực, nếu Quan Vũ để cho Tào Tháo chạy thoát thì là nói lời không giữ lời, nhưng nếu không tha thì... Y chính là lấy oán trả ơn, đây đều là hai điều tối kỵ của bậc quân tử. Tống Ngọc Thần không phản bác được, chỉ có thể quăng ánh mắt cầu cứu về phía Lý Kỳ. Hình như đang nói, chuyện xưa là ngươi biên, tự nhiên do người phụ trách. Đổ bao cỏ, đã không biết còn xính anh hùng. Lý Kỳ khái một tiếng nói, nhà nội, Tiêu Kiều, Tống Công Tử, ba người đừng bộ tranh luận. Xin nghe tài hạ nói một lời. Cũng tốt, chuyện xưa là do ngươi nghĩ ra, ngươi nên giải thích. Cao Nhà Nội gật đầu. Lý Kỳ lắc đầu lừa gạt nói, thực ra đôi bên đều nói không sai, mà kể Quan Vũ có giết Tào Tháo hay không đều là sai, nhưng đến tột cùng lựa chọn như thế nào thì phải xem tính cách của từng cá nhân. Quan Nhị Gia khiến người ta khâm phục ở điểm nào? Chính là tính cách nghĩa mỏng vân thiên của ông ta. Nếu ông ta không có tính cách đó thì sao có thể trở thành huynh đệ của Lưu Bị và Trương Phi được, cũng không có được những thành công về sau. Mà Lữ Bố chính là bài học tốt nhất. Tấm Ngọc Thần vội vàng gật đầu, Lý Sư Phó nói đúng lắm, ta cũng nghĩ chính là như vậy.
Mẹ, ngươi thật quá vô sỉ đi. Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ Tống Ngọc Thần. Cao Nha Nội nghe Lý Kỳ nói như vậy cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Người nói có chút đạo lý, ta thưởng thức nhất chính là tính cách nghĩa mỏng vân thiên của ông ta. Giống như bản Nha Nội vậy. Lời này vừa ra mọi người đều buồn cười. Không có vô sỉ nhất, chỉ có càng vô sỉ. Hồng Thiên Kiều cười trộm một tiếng, vẻ mặt lại tò mò hỏi. Lý đại ca, vậy về sau quan nhị gia ăn nói thế nào với cả chức cắt quân sứ? Đúng đúng đúng, kế tiếp thế nào? Cao Nha Nội gật đầu hỏi, kế tiếp. Lý Kỳ vỗ thước còn chưa mở miệng, chợt nghe mọi người đều kêu lên, muốn biết câu chuyện thế nào, hồi sau sẽ rõ. Thành âm đầy buồn bực. Lý Kỳ sững sờ, cười ha ha. Đã mọi người đều biết, vậy thì tại hạ cũng không nói nhiều lời nữa. Tốt rồi, trưa nay đến đây thôi, buổi tối lại nói sau. Đợi mọi người giải tán, Lý Kỳ đi tới phòng bếp, gặp mấy người Ngô Tiểu Lục đang thảo luận cuộc chiến xích bích, trong lòng liền tức giận. Vài tên này, việc thì không làm, còn dám chạy ra bên ngoài nghe chuyện xưa, liền ập xuống đầu một trầu mắng mỏ. Mấy người Ngô Tiểu Lục tự nhiên không dám tranh luận, chỉ biết cúi đầu nghe giáo huấn, một bộ sẽ lập tức sửa đổi. Đi ra phòng bếp, Lý Kỳ tính toán tới phòng nghỉ ở hậu viện nghỉ ngơi một lúc, bỗng có người ở đằng sau vỗ vai hắn, quay đầu nhìn thấy là Bạch Tiễn Dạ, cười hỏi: "Thật đường, muội ở trên đó lâu vậy, phu nhân không xuống cùng hả?" Bạch Tiễn Dạ cười hì hì nói: "Phu nhân trở về Tần phủ rồi." "Phu nhân đúng thật là đã đến muộn rồi còn về sớm." Lý Kỳ oán giận nói. Bạch Tiễn Dạ hơi bĩu môi, bỗng hỏi: "Đúng rồi, nếu Lý đại ca là quan vân trường, huynh sẽ làm thế nào?" "Muội nói xem, ta sẽ làm thế nào?" Lý Kỳ hỏi ngược lại. Bạch Tiễn Dạ ngửa đầu suy nghĩ. "Muội đoán huynh căn bản sẽ không xuất hiện. Lúc chưa cắt quân sư phái binh bài trận, huynh sẽ trốn ở một bên không lên tiếng, càng sẽ không tiến lên chờ lệnh." Lý Kỳ sững sờ thở dài. "Ai, thật nương, xem ra cả đời này của ta không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của muội rồi." Bạch Tiễn Dạ đỏ mặt. "Huynh lại nói bậy bạ cái gì đó, phải là muội không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của huynh thì có." "Như nhau, như nhau." Lý Kỳ cười ha hả. Bạch Tiễn Dạ lườm hắn một cái nói: "Huynh thì nghỉ đi, kể chuyện lâu như vậy chắc cũng mệt mỏi rồi." Lý Kỳ cười hắc hắc: "Nếu không chúng ta cùng một chỗ." Bạch Tiễn Dạ vừa nghe mặt liền đỏ tới mang tai, chừng hắn một cái không nói hai lời liền xoay người rời đi. Buổi tối thực khách chỉ tới có tăng chứ không có giảm. Qua xích bích là tới với Chư Cát Lượng ba lần chọc tức Chu Du. Đây không thể nghi ngờ là một hồi đùa giỡn khiến người ta rơi lệ. Dù La Đại Sư đã miêu tả Chư Cát Lượng theo phe chính mà hạ thấp Chu Du thành hạng người có lòng dạ nhỏ hẹp, nhưng Lý Kỳ lại cho rằng nam nhân như vậy mới càng mị lực. Dù sao Chu Du trong lịch sử thực sự quá hoàn mỹ tới mức khiến người ta cảm thấy có chút giả dối. Đẹp trai, biết lãnh binh đánh trận, cầm kỳ thư họa mọi thứ thông, khiến cho mọi người phẫn nộ nhất chính là trong nhà y còn có một lão bà tướng mạo đẹp như hoa. Loại nam nhân này quả thực chính là nhân thần công phẫn. Khi Lý Kỳ nói tới trước khi Chu Du chết, mang theo sự không cam lòng, dùng hết một hơi hô lên một câu cuối cùng: "Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng?" Ngoài trừ Phan Trung Thành với Chư Cát Lượng là Cao Nha Nội vỗ tay khen hay ra, những người còn lại đều ảm đạm rơi lệ, có vài vị nữ tiểu nhị càng che mặt khóc nức nở. Tám chữ vô cùng đơn giản này lại mang theo rất nhiều cảm xúc, càng khiến Chu Du trong Tam Quốc Diễn Nghĩa mang theo một phần bi tình. Đang lúc mọi người cảm thấy tiếc hận, chợt nghe lầu ba vang lên một tiếng chanh. Sau đó là một tiếng ca như âm thanh của tự nhiên chuyển tới. Đã mở rồi ánh kiếm ánh đao, lùi xa rồi tiếng loa tiếng trống, vẫn rõ ràng sống động, bao gương mặt anh hùng. Con đường xưa ngập trong cát bụi, thành quách xưa hóa thành hoang tàn. Năm tháng oai hùng thành lịch sử, bao chiến công tên tuổi còn vang. Bài hát này thực sự vừa đúng với tâm trạng bi phẫn của Chu Du, cũng càng dệt hao trên gấm lên câu chuyện. Một khúc hát xong, đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Lý Kỳ đứng ngây như phỗng ở lầu 2, hai mắt đã bắt đầu toát ra lửa. Bài hát này hắn quá rõ ràng, chính là khúc cuối của Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trên đời này, ngoại trừ hắn ra, cũng chỉ có một mình Quý Hồng Nô biết hát. Hơn nữa thành ngâm của Quý Hồng Nô, hắn đã quen không thể quen hơn. Không cần phải nói, người hát chính là Quý Hồng Nô. Nhưng Lý Kỳ nghĩ mãi không ra, vì sao Quý Hồng Nô lại chợt xuất hiện ở Túy Tiên Cư. Qua hồi lâu, đám đông mới bộc phát tiếng hoan hô mãnh liệt. Tiếng vỗ tay vang lên thật lâu không dứt. Đây có thể coi là cao trào của buổi kể chuyện hôm nay. "Hồng nương tử!" Cao Nha Nội chợt hét lên một tiếng, chạy vội vàng lên lầu 2. Hồng Thiên Kiều cũng phản ứng tới, hưng phấn chạy theo. Lý Kỳ giật nảy mình muốn ngăn cản, nhưng Cao Nha Nội chạy vượt qua, trong lòng không ngừng kêu khổ, vội vàng đuổi theo.
Cao nha đội theo tiếng ca tìm tới nhã gian của người hát, đẩy mạnh một cái, chỉ thấy bên trong có bốn người. Tần phu nhân và Bạch Thiển Dạ ngồi trên bên cái bàn, mặt khác còn có một nha hoàn và một gã tiểu nhị có da mặt trắng nõn đang cúi đầu đứng phía sau Bạch Thiển Dạ và Tần phu nhân. Cao nha nội quét mắt, không nhìn thấy nữ nhân mà Lý Kỳ miêu tả, thì vội hỏi. Phu nhân, người vừa nãy hát có phải là Hồng Nương Tử? Tần phu nhân hơi nhíu mày. Là thì thế nào? Vậy nàng ấy đang ở đâu? Cao nha nội sốt ruột tới mức sắp nhảy lên. Bạch Thiện Dạ đột nhiên nói, Hồng Nương Tử vừa hát xong liền rời đi rồi. Đi rồi? Cao nha nội sững sờ hướng Tiểu Kiều hỏi, vừa rồi ngươi có thấy nữ nhân nào không? Hồng Tiên Kiều không hiểu ra sao lắc đầu, đệ không chú ý. Vừa nãy cậu ta nghe đến ngây người, sao có thể chú ý nhiều như vậy? Đuổi theo. Cao nha nội ném một câu đơn giản liền vội vàng chạy xuống lầu. Hồng Thiên Kiều và vài tay hạ nhân cũng vội vàng chạy theo. Bọn họ vừa đi, Lý Kỳ liền mang theo vẻ mặt tức giận đi vào. Người tiểu nhị đứng ở một góc vừa thấy Lý Kỳ tới ngẩng đầu sợ hãi nói, Lý đại ca, xin lỗi huynh, muội. Tiểu nhị kia chính là Quý Hồng Nô. Hồng Nô, muội chớ sợ. Tần phu nhân lại hướng Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, ngươi đừng trách Hồng Nô, là ta kéo muội ấy tới. Lý Kỳ hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, khoản sổ sách này, đợi tí nữa ta lại tính với ba người. Hồng Đô, cô lập tức rời đi từ cửa sau, ta sẽ sai người tiếp ứng cô. Vì sao? Đám người nha nội đã đi rồi, huynh còn lo lắng chuyện gì? Bạch Thiển Dạ kinh ngạc hỏi. Thật được, chút thủ đoạn kia của muội có thể giấu giếm được Cao nha nội, nhưng tiểu tử Thiên Kiều kia thì tinh danh vô cùng. Ta thấy qua không được lâu, cậu ta sẽ tỉnh ngộ. Có tiểu nhị nào của Tứ Tiên Cư mà cậu ta không biết? Hơn nữa hai người các người ở chỗ này, sao lại có thể để một nam nhân đứng ở bên trong? Lý Kỳ nói xong hướng Quý Hồng Đô. Hồng Đô, cô còn không mau đi. Vâng. Quý Hồng Nô gật đầu bước nhanh ra ngoài. Ta cùng đi với muội. Tần phu nhân đứng dậy đang chuẩn bị cùng Quý Hồng Nô đi ra ngoài, bỗng bị Lý Kỳ ngăn cản. Phu nhân không thể đi cùng nàng. Phu nhân vừa ra ngoài chỉ khiến người khác chú ý. Nói xong đưa một cái khay đặt thức ăn cho Quý Hồng Nô dặn. Cô cầm theo cái khay này xuống, nhớ kỹ đi cửa sau. Quý Hồng Nô chưa bao giờ thấy sắc mặt này của Lý Kỳ, đâu còn dám nhiều lời nữa, nhận lấy cái khay liền vội vội vàng vàng đi xuống. Lý Kỳ lại hướng Tiểu Đào ra phó. Tiểu Đào, lập tức đi xuống gọi hai tiểu nhị tới cửa sau tiếp ứng Hồng Nô. Tiểu Đào vâng lên một tiếng liền rời đi. Quả nhiên, Quý Hồng Nô vừa đi không lâu, đám người Cao Nha Nội đã trở lại. Bọn họ không thấy bóng dáng của gã tiểu nhị kia đâu, trong lòng hô to bị lừa, nhưng bọn họ cũng không dám đắc tội với Bạch Thiển Dạ, chỉ có thể ôm hận mà về. Sự tức nối hiện rõ trên khuôn mặt của Cao Nha Nội và Hồng Thiên Kiều. Đợi bọn họ đi rồi, Lý Kỳ mới thở phào một tiếng. Lý đại ca, thực xin lỗi huynh, là muội tự cho là mình thông minh. Bạch Thiển Dạ cúi đầu nhỏ giọng nói. Thôi thôi, Lý Kỳ phất tay hướng Tần phu nhân nói. Phu nhân, hiện tại ta chưa cho Hồng Nô tới Tứ Tiên Cư là có nguyên nhân của ta, cũng không phải vì giận dỗi phu nhân. Ta vất vả như vậy dạy nàng ấy ca hát là vì cái gì, còn không phải vì có thể khiến nàng ấy trở thành đệ nhất ca kỹ của thành Biện Kinh sao? Cũng vì Tứ Tiên Cư của chúng ta mà suy nghĩ. Phu nhân không hiểu ta, không sao, nhưng phu nhân lại. Nói tới đây, hắn hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Đang ở trước mặt Bạch Thiển Dạ, hắn cũng không muốn khiến Tần phu nhân khó xử. Phu nhân nên xem quay về sớm để xem Hồng Nô đi. Cô nàng đó chỉ thích suy nghĩ miên man. Vừa nãy ngữ khí của ta có khả năng là đã hù dọa nàng ấy. Phu nhân trở về nói rằng ta không trách nàng ấy, nên nàng ấy không cần suy nghĩ quá nhiều. Đợi tí nữa ta trở về sẽ giải thích thêm. Hiện tại Tần phu nhân cũng mơ hồ cảm thấy mình làm việc này thật lỗ mãng. Lại hồi tưởng tới lời nói và hành động của mình hôm nay thật không giống như mình hồi trước. Trong lòng cười khổ gật đầu nói, vậy được rồi, ta quay về trước xem muội ấy thế nào. Lý Kỳ gật đầu lại hướng Bạch Thiển Dạ nói, thân nương, đã muộn rồi, muội cũng về sớm đi. Bạch Thiển Dạ gật đầu, vậy muội đi trước đây. Ừ. Đợi mọi người đi hết, Lý Kỳ mới than nhẹ một tiếng. Sở dĩ hắn không cho phép Quý Hồng Nô tới Tứ Tiên Cư không phải vì lo lắng Cam Nha Nội. Dù sao Tần phu nhân và Bạch Thiển Dạ cũng không phải là ngồi không, chỉ là hắn không đánh một trận chiến mà không có chuẩn bị sẵn. Hắn thích dựa theo đúng kế hoạch của mình rồi làm. Còn chưa chuẩn bị đầy đủ, hắn nhất định sẽ không để Quý Hồng Nô xuất đầu lộ diện. May mà đêm nay Quý Hồng Nô hát vừa đúng, coi như là một lần tuyên truyền đầu tiên, nhưng còn chưa đạt tới mức oanh động như hắn mong muốn. Lý Kỳ ngồi trong nhã gian một lúc mới đứng dậy rời đi. Nhưng vừa đi qua nhã gian Bình Bộ Thanh Vân, chợt nghe thấy một giọng nói thanh thúy vang lên từ bên trong. Trời đã sinh du, sao còn sinh lượng? Lý huynh, Tam Quốc diễn nghĩa này của ngươi thật là thú vị. Lý Kỳ quay đầu nhìn, chỉ thấy bên trong ngồi có một vị công tử tuấn tú kinh ngạc nói. Triệu cô nương, người này chính là Triệu Tĩnh. Sao, Lý huynh không vào uống một chén?
Triệu Tĩnh vươn tay ý bảo. Lý Kỳ cười gật đầu, đi vào ngồi đối diện với Triệu Tĩnh. Nói trước một câu, ta không uống rượu. Triệu Tĩnh mỉm cười. Rượu thiên hạ vô song của ngươi đắt như vậy, ta cũng không nỡ bỏ tiền mời ngươi uống. Lý Kỳ cười ha ha. Ha, đúng rồi, Triệu cô nương tới đây từ bao giờ vậy? Trước khi ngươi kể chuyện. Triệu Tĩnh cười nói. Nhắc tới cũng xảo. Ngày đầu tiên ngươi kể chuyện Tam Quốc, ta vừa vặn ở chỗ này. Về sau cơ hồ ngày nào cũng tới nghe ngươi kể chuyện. Tam Quốc diễn nghĩa của ngươi quả thực là rất đặc sắc. Triệu cô nương quá khen rồi. Lý Kỳ cười cười lại hỏi. Cô đã tới đây, vì sao không tới tìm ta? Ta cũng có thể cho cô chút ưu đãi. Triệu Tĩnh cười nhạt. Mỗi lần ngươi kể xong liền rời đi luôn. Ta muốn tìm ngươi cũng không biết đi đâu mà tìm. Điều này cũng đúng. Lý Kỳ gật đầu ngượng ngùng cười nói. Triệu Tĩnh mỉm cười khen. Tên của Lý Huynh có một chữ kỳ. Làm việc gì quả nhiên là vượt ngoài ý liệu của mọi người. Chưa các thánh nhân giống như con rồng ở ẩn, là vì chờ đợi một vị minh chủ mà Lý Huynh trốn ở trong phòng bếp chỉ là vì muốn nhàn nhã. So sánh đôi bên, Lý Huynh vẫn hơn một chút. Ủa, sao yêu tinh họ Triệu này lại hiểu mình như vậy? Cô đừng nói linh tinh. Lý Kỳ vội vàng sửa lại. Ta cũng không dám so sánh với Chư Cát thánh nhân. Triệu Tĩnh lắc đầu nghiêm mặt nói. Lý Huynh, thứ cho ta nói nhiều. Ta thủy chung cho rằng ngươi nên đi thi lấy công danh, ra sức vì nước mới là khát vọng nên có của một người nam nhân. Lại là chiêu này. Lý Kỳ âm thầm đổ mồ hôi, cười khổ nói. Hey, Triệu cô nương, ta phải nói thật cho cô biết. Không phải là ta không muốn đi thi, mà căn bản là thi thì chắc chắn sẽ không động. Cô cũng nhìn thấy chữ ta ghi trên tấm gỗ kia rồi đấy. Giám khảo vừa nhìn chữ thôi, liệu có hứng thú xem tiếp nội dung không? Triệu Tĩnh sững sờ lắc đầu nói. Phàm những người đại tài, thường không câu nệ tiểu tiết. Chữ viết kém thì có ngại gì. Cho dù ngươi thi không động, nhưng cũng có thể đền đáp triều đình. Cái cô nàng này, thật đúng là dầu muối không vào. Lý Kỳ ngây người cười khổ nói. Triệu cô nương, vì sao cô lại coi trọng một đầu bếp như ta vậy? Đầu bếp thì thế nào? Lông mày của Triệu Tĩnh dâng lên. Thử hỏi những đại anh hùng như là Chư Cát thánh nhân, Hàn Tín, Tiêu Hà, Quan Vũ, Trương Phi. Có người nào xuất thân từ danh môn vọng tộc không? Người cần gì phải để ý tới thân phận của bản thân? Đổ mồ hôi. Cho tới bây giờ, lão tử chưa từng xấu hổ với thân phận của mình, mà luôn cảm thấy vẻ vang với nghề đầu bếp. Lý Kỳ nhất thời nghẹn lời. Hắn tới Bắc Tống Long như vậy, còn chưa thấy ai để mắt tới hắn như cô nàng này, cho nên có chút không kịp phản ứng. Tuy nhiên, đối với triều đình nhà Tống, hắn đã mất đi sự tin tưởng. Điểm này rất khó để thay đổi. Triệu Tĩnh thấy Lý Kỳ lặng lẽ không đáp, lại nói tiếp. Lý Huynh chớ trách ta, ta cũng chỉ là cảm xúc mà nói thôi, chứ không có ý gì khác. Quả cầu, mỗi người có chí riêng. Mặc dù Lý Huynh chỉ là một đầu bếp, nhưng ta tin rằng sớm muộn có một ngày Lý Huynh sẽ trở thành đệ nhất chủ của Đại Tống. Lý Kỳ sững sờ, chắp tay cười nói. Vậy thì đã tạ cát ngôn của Triệu cô nương. Triệu Tĩnh mỉm cười, sau đó đứng lên. Sắc trời đã tối, Triệu Tĩnh cũng nên cáo từ. À, vậy thì Triệu cô nương đi thong thả. Lý Kỳ sững sờ vội vàng đứng lên. Triệu Tĩnh gật đầu, sau đó dẫn theo tùy tùng rời đi. Chỉ nghe nàng than nhẹ một tiếng. Hưng vong ai định? Ai định? Lý Kỳ lắc đầu tự nhủ, ít nhất không phải là Chu Công Cẩn. Vừa mới xuống lầu, các thực khách đều vây quanh, hỏi han xem nữ tử vừa ca hát là người phương nào. Lý Kỳ không nói kỹ càng, mà chỉ nói là bà con xa của Tần phu nhân. Đợi Lý Kỳ trở lại Tần phủ, Quý Hồng Nô vẫn còn đang chờ hắn. Mặc kệ phía trước Tần phu nhân đã an ủi nàng như thế nào, nàng vẫn kiên trì đợi Lý Kỳ về. Đầu tiên Lý Kỳ bảo nàng kể lại đầu đuôi câu chuyện, thì ra tất cả đều là chủ ý của Bạch Thiển Dạ. Tuy nhiên Bạch Thiển Dạ vốn chỉ muốn dẫn Quý Hồng Nô tới nghe chuyện, ai mà ngờ Quý Hồng Nô nghe thấy Chu Du chết, đau lòng suýt nữa thì rơi nước mắt, lại thấy trong nhã gian có một cây đàn cầm, liền kim lòng không được đánh đàn ca hát. Lại nói tiếp, điều này cũng phải trách Lý Kỳ. Nếu không phải do hắn bố trí mấy gian kia quá trang nhã, mỗi gian đặt một cây đàn cầm thì cũng không phát sinh chuyện ngoài bất ngờ như vậy. Chóng mặt, thì ra nàng ta hát vì Chu Công Cẩn. Lý Kỳ biết được đầu đuôi câu chuyện, trong lòng giờ khóc giờ cười nói. Hồng Nô, cô yêu thích Chu Công Cẩn kia vậy sao? Quý Hồng Nô gật đầu lại lắc đầu, hốc mắt đỏ lên. Hai vợ chồng Chu Công Cẩn ân ái như vậy, nếu như ông ấy chết, lưu lại một người vợ lẻ loi một mình chẳng phải rất đáng thương sao? Lý đại ca, vì sao huynh lại khiến Chu Công Cẩn chết? Vậy tiểu kiều tỷ tỷ về sau thì như thế nào? Tần phu nhân nghe xong, trong mắt cũng hiện lên vẻ sầu bi. Đổ mồ hôi, người khác tiếc hẳn đều là tài năng của Chu Du, các người lại nghĩ tới tiểu kiều. Đây là cái lý lẽ gì vậy? May mà ta chưa kể chuyện Lương Sơn Bá chúc anh đài, bằng không các ngươi chẳng khóc đến chết đi sống lại. Lý Kỳ nghe mà ngây người, đầu đầy mồ hôi, ngượng ngùng nói. Hỡi, điều này
Đây chỉ là chuyện xưa mà thôi. Còn Tiểu Kiều ấy à? Ta cũng không rõ ràng lắm. Hồng Nô, cô đừng có suy nghĩ nhiều quá. Về sớm nghỉ ngơi đi. Tuần lễ pizza kết thúc, hết thầy trở về chính quy. Dù hàng ngày Lý Kỳ đều thay đổi hương vị, nhưng khách tới Tứ Tiên Cư nghe chuyện ăn mãi cũng thấy ngán. May mà Thái Mẫn Đức bố trí rất nhiều sạp hàng ở bên ngoài, chuyên cung cấp cho thực khách của Tứ Tiên Cư thịt chín. Tuy nhiên sáng sớm ngày hôm nay, Thái Mẫn Đức đã gọi người rút lui, bởi vì tiếp tục bán ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng tuần lễ pizza vừa qua, cũng có một ít khách hàng bắt đầu hoài niệm hương vị thơm ngon của bánh pizza, bởi vì muốn ăn nữa thì phải đợi thêm một năm. Lý Kỳ cũng biết chuyện này, nhưng hắn không muốn thay đổi. Cho dù lúc ấy hắn chỉ dùng bánh pizza như biện pháp chống cháy, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng không thể rút lại. Huống hồ, vật dùng hiếm là quý, mỗi năm tổ chức một ngày pizza có lẽ sẽ trở thành một điểm đặc sắc của Tứ Tiên Cư. Tứ Tiên Cư trở lại buôn bán bình thường cũng không tạo thành khủng hoảng cho các quán ăn khác, bởi vì họ đã sớm biết Tứ Tiên Cư mua được thịt từ Phàn Lâu, hơn nữa giá tiền vẫn giá trước kia, cho nên bọn họ không có gì phải lo lắng. Đồng thời những quán ăn kia thống nhất giảm giá thịt xuống thêm một văn. Hiện tại, thị trường thịt đều do bọn họ chi phối, giá bao nhiêu còn không phải tùy thuộc bọn họ. Tuy nhiên, cái giá này đã là giá tới hạn, lại giảm nữa thì các quán ăn khác không thể gánh nổi. Dù Lý Kỳ không muốn giảm giá đồ ăn, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể đi theo giảm giá. Dù sao thì đằng sau còn có Phản Lâu chống đỡ. Chịu được hơn 10 ngày không phải là vấn đề. Chỉ cần yến tiệc tròn tuổi đi qua, thì cũng là lúc Tứ Tiên Cư quy mô phản công. Điều duy nhất khiến Lý Kỳ buồn bực chính là còn phải kể tiếp Tam Quốc diễn nghĩa. Tuy nhiên hắn đã rút ngắn thời gian kể chuyện lại, dù điều này khiến cho các khách hàng phản đối mãnh liệt. Nhưng Lý Kỳ có nói cho bọn họ biết rằng đây là điều bất đắc dĩ, bởi vì yến tiệc tròn tuổi sắp tới, hiện tại hắn thật không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Về nơi nghiên cứu các món ăn cho yến tiệc, Lý Kỳ đã chọn trang viên của dân chạy nạn ở ngoại thành phía Tây. Vì sao? Làm như vậy có thể đồng thời cho những nữ hài tử kia thưởng thức món ngon. Nếu là thử nghiệm món ăn làm ra, tự nhiên phải có người ăn hết, bằng không cũng là quá lãng phí. Hơn nữa, nguyên liệu nấu ăn cho yến hội trong Thái Phủ Thái Sư tất nhiên là sẽ không kém. Gà vịt, thịt cá, cần cái gì thì có cái đấy. Mỗi lần làm, Lý Kỳ đều có ý làm nhiều thêm một chút. Dù sao là lão hàng Thái Kinh chi tiền, tiền của ông ta từ đâu tới, còn không phải lấy từ trong túi của dân chúng sao? Lấy tại dân chúng, dùng tại dân. Về việc ca múa ở yến hội, Lý Kỳ đã giao toàn bộ cho Phong Nghi Nô. Bỗng ngày thứ sáu, Phong Nghi Nô tới trang viên phía Tây ngoại thành cho Lý Kỳ cái hạ mã uy. Nàng làm chuyện thứ nhất chính là giảm 10 nữ tỳ mà Lý Kỳ chọn lựa xuống còn một nửa. Lý do rất đơn giản, 5 người kia không thích hợp khiêu vũ, sau đó lại lựa ra 5 người từ trong đoàn nhảy của nàng để thay thế. Dù Lý Kỳ biết nhảy nhưng hắn không có khả năng nhìn ra được người nào có thiên phú nhảy múa không, cho nên khẩu oán khí này chỉ có thể nuốt vào bụng. Chọn xong người, Phong Nghi Nô cũng không chọn địa phương mà dạy luôn ở trong trang viên. Mặc dù Phong Nghi Nô và Lý Kỳ làm việc cùng một nơi, nhưng cả ngày khó nói được một câu. Vừa ra cửa chính liền đường ai nấy đi. Thời gian yến tiệc tròn tuổi càng ngày càng gần. Hôm qua, Lý Kỳ rốt cuộc đã làm được thứ bơ mà hắn cần. Đầu tiên hắn mời Bạch Tiễn Dạ nếm thử món bánh làm bằng bơ đầu tiên. Đương nhiên hắn cũng muốn mời cả Tần Phu Nhân, chỉ có điều hắn biết Tần Phu Nhân nhất định sẽ không đi. Nhưng tiếc rằng, nghìn tính vạn tính lại không tính tới. Sáng ngày hôm nay, Phong Nghi Nô đã mời Bạch Tiễn Dạ tới nhà chơi trước, khiến cho hắn tức giận đến khó nhịn, trong lòng nguyền rủa Phong Nghi Nô vài trăm lần. Không có cách nào, Lý Kỳ chỉ có thể cô đơn đi một mình. Ai, sao mà thê lương. Lúc Lý Kỳ cưỡi lửa tới trang viên, chợt thấy phía trước có hai người, chính là Trần An Nam và Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, chúng ta tới bờ sông chơi đi, để huynh bắt cá cho muội xem. Trần An Nam vẻ mặt hưng phấn chỉ bờ sông cách đó không xa nói. Lý Kỳ nghe xong, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tiểu tử Trần An Nam này, ngay cả tán gái cũng không biết tán. Muốn đi thì tới chỗ nào bí mật một chút. Tuy nhiên khiến cho Lý Kỳ hiếu kỳ chính là giờ này Tiểu Ngọc phải đang dạy chữ cho đám hài tử kia mới đúng. Tại sao lại chạy tới đây? Tiểu Ngọc vừa định đáp ứng chợt thấy Lý Kỳ cưỡi lửa tới, bội hành lễ. Lý đại ca. Trần An Nam cũng phản ứng tới, gãi đầu nói. Lý đại ca, huynh tới rồi à? Sao vậy? Có phải Lý đại ca tới không đúng lúc quấy rầy các người bắt cá hả? Lý Kỳ trêu ghẹo. Ủa, huynh nghe thấy hết rồi à? Trần An Nam kinh ngạc hô lên, khuôn mặt lập tức chuyển từ trắng sang đỏ, mà Tiểu Ngọc ở bên cạnh thì đã đỏ bừng mặt. Lý Kỳ cười cười, các người yên tâm, Lý đại ca không phải là người cổ hủ như vậy. Trai lứa nói chuyện yêu đương cũng rất là bình thường. Nói tới đây, lời nói xoay chuyển. Nhưng các người muốn nói chuyện yêu đương, xấu tốt cũng phải làm cho xong chuyện trước đã. Lý đại ca, không phải như huynh nghĩ đâu. Tiểu Ngọc vội vàng giải thích. Lý Kỳ cười nói, muội gấp cái gì, ta cũng không trách muội. Ta chỉ muốn nhắc nhở muội đừng lẫn lộn việc tư với việc chung,
Tiểu Ngọc nghe lời này của Lý Kỳ nhanh sắp khóc. Trần Na Nam vội đứng ra đáp. Lý đại ca, huynh hiểu lầm đệ và Tiểu Ngọc rồi. Chỉ là Lý Nương Tử và bọn đệ nghỉ ngơi một chút. Lý Kỳ sững sờ. Lý Nương Tử, Lý Thanh Chiếu. Hai người đồng thời gật đầu. Nàng ta đến đây lúc nào? Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi. Hắn vạn lần không ngờ Lý Thanh Chiếu cũng tới đây. Trần Na Nam đáp. À, Lý Nương Tử đi cùng với Bạch Nương Tử. Vừa nãy Lý Nương Tử thấy Tiểu Ngọc đang dạy những nữ hài tử biết chữ, liền bảo để cho nàng ấy dạy, còn Tiểu Ngọc đi nghỉ ngơi. Còn có chuyện này. Lý Kỳ nhíu mày gật đầu. Thế thì các người cứ đi bắt cá đi. Nói xong thấy hai người bọn họ vẫn đứng đó trừng mắt nói. Còn không đi mau, đây là mệnh lệnh. Trần Na Nam và Tiểu Ngọc nghe vậy mới ngượng ngùng đi về hướng bờ sông. Lý Kỳ cười lắc đầu, đi tới tiền viện, thấy Lý Thành Chiếu chính đang cầm một nhánh cây viết cái gì đó xuống mặt đất, mà đám hài tử kia cũng cầm nhánh cây viết theo. Lý Kỳ nhìn thấy một màn này trong lòng liền sững sờ. Hắn thật không ngờ Lý Thanh Chiếu lại hạ mình dạy những hài tử kia biết chữ, mà lại dạy rất chăm chú, không có chút qua loa. Lý Thanh Chiếu vừa viết xong một chữ, ngẩng đầu, mục quang vừa vặn đụng vào Lý Kỳ. Nàng đứng dậy cười nhạt nói, Lý sư phó, cậu tới rồi à? Chào buổi sáng, Thanh Chiếu tỉ tỉ. Lý Kỳ nao nao, vội vẫy tay cười đáp. Đám hài tử kia vừa nghe quay đầu nhìn, thấy là Lý Kỳ thì vội vàng hành lễ. Lý Kỳ cười cười, đừng để ý tới ta, các người cứ tiếp tục đi. Nói xong hấp tấp chạy sang một bên để nghe. Có thể được nghe Lý Thanh Chiếu dạy học là một việc có thể ngộ mà không thể cầu. Lý Thanh Chiếu ngây cả người, nàng cho rằng Lý Kỳ muốn tới phòng bếp, ai mà ngờ tới, hắn lại đứng một bên không đi, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ, cũng không để ý tới hắn, tiếp tục chăm chú dạy học. Có thể được Lý Thanh Chiếu đích thân truyền thụ đúng là phúc khí khó được, mà ngay cả Lý Kỳ cũng phải hâm mộ đám hài tử kia. Phương thức dạy học của Lý Thanh Chiếu đương nhiên còn chuyên nghiệp hơn hai gà mờ như là Lý Kỳ và Tiểu Ngọc rất nhiều, bởi vì nàng có một mớ kiến thức đồ sộ. Dạy mỗi chữ, nàng đều nói ý nghĩa và nguồn gốc của chữ này cho bọn nhỏ nghe, để bọn nhỏ nhớ lâu hơn, cũng để cao hứng thú học tập của bọn chúng. Lý Thanh Chiếu dạy một lúc rồi để cho đám hài tử kia tự mình luyện tập. Không phải là nàng không muốn dạy tiếp, chỉ là ánh mắt sùng bái nóng bỏng của Lý Kỳ khiến cho nàng quả thực rất khó chịu. Thanh Chiếu tỷ tỷ, đúng là không hổ danh đệ nhất tài nữ của Đông Kinh, riêng khả năng dạy chữ này đã cao hơn chúng tôi mấy bậc rồi. Lý Kỳ thấy Thanh Chiếu không dạy nữa, vội đi lên đón chào, giơ ngón tay cái khen. Đối với Lý Kỳ nịnh nọt, Lý Thanh Chiếu đã sớm quen, nàng cũng không hiểu vì sao Lý Kỳ lại sùng bái nàng như vậy, lắc đầu cười khổ. Nghe nói những hài tử này đều được chọn lựa từ đám dân chạy nạn ở phương Bắc. Đúng vậy, Lý Kỳ gật đầu thở dài. Thanh Chiếu tỷ tỷ, không phải thì không biết, tiểu đệ vốn là một người rất thiện lương, nhìn thấy đám hài tử kia, ngay cả cơm cũng không có mà ăn, bởi vậy liền đau khổ cầu khẩn phu nhân cho bọn họ tới Túy Tiên Cư làm tiểu nhị. Tiểu đệ thấy tiểu đệ thật không thích hợp với nghề buôn bán. Lý Thanh Chiếu thực sự nhịn không được cười khúc khích. Cậu bớt nói nhảm đi, ta rất hiểu tính cách của Vương muội muội, muội đâu cần cậu phải đau khổ cầu khẩn. Còn có, nếu nói cậu không thích hợp với nghề buôn bán thì trên đời này không có ai thích hợp. Tuy nhiên, bất kể thế nào, cậu có thể làm được đến mức này đã là khó được. Tài nữ chính là tài nữ, một câu liền trúng. Lý Kỳ cười hắc hắc, Thanh Chiếu tỉ tỉ quá khen. Thanh Chiếu cười nhạt một tiếng. Chỉ có điều ta cảm thấy suy nghĩ của quý điếm đã tốt như vậy, không ngại thu lưu nhiều hơn. Đổ mồ hôi, nàng ta tưởng Túy Tiên Cư là trại tị nạn chắc. Nhưng Lý Kỳ cũng không cự tuyệt thẳng thừng Lý Thanh Chiếu, nhãn trầu xoay động cười đáp. Thanh Chiếu tỉ tỉ, tỉ cũng không phải không biết. Hiện tại dân trại nạn càng ngày càng tăng, nhiều người còn không có cơm ăn như vậy, cho dù tiểu điếm có dốc hết gia tài cũng không cứu được hết. Lý Thành Chiếu than nhẹ một tiếng gật đầu. Cậu nói không sai, chỉ dựa vào Túy Tiên Cư của các cậu, cứu được bao nhiêu thì cứu. Chỉ tiếc triều đình. Nàng thở dài một tiếng, ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ. Lý Kỳ thấy vẻ bi thương của Lý Thành Chiếu, tâm niệm vừa động nói. Thực ra những việc như vậy cũng không nhất định phải dựa vào triều đình. Lý Thanh Chiếu nhìn hắn hỏi, lẽ nào cậu nghĩ ra cách khác? Qua trò chuyện với Bạch Thiển Dạ, nàng đã biết Lý Kỳ là một người rất nhanh trí, trong lòng cũng có chút chờ mong. Có một vài ý tưởng, Lý Kỳ đáp. Lý Thanh Chiếu vội thúc giục, cậu mau mau nói. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng đáp. Thực ra Đông Kinh không thiếu kẻ có tiền, chỉ cần mỗi người bọn họ đóng góp một số tiền ăn một ngày của bọn họ, vậy thì có thể cứu không biết bao nhiêu người. Lý Thanh Chiếu hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Những kẻ có tiền mà cậu nói chỉ là những hạng người tư lợi, bọn họ tình nguyện ném số bạc đó vào trốn ăn chơi, nhưng cũng không cầm đi cứu tế dân chúng. Ta thấy biện pháp này không thể thực hiện được. Điều này cũng không nhất định. Lý Kỳ lắc đầu. Phải xem là ai đi quyên góp tiền, nếu là tiểu đệ chắc chắn là không được,
Nhưng nếu là Thanh Chiếu tỷ tỷ, Thất Nương, Phong Hành Thủ hoặc những người nổi tiếng ra mặt thì tình huống sẽ bất đồng. Lý Thanh Chiếu cười khổ nói, không dối gạt gì cậu, trước kia ta cũng thử có biện pháp này, nhưng số bà quyên góp được chỉ như muối bỏ biển. Đó là phương pháp của tỷ không đúng. Lý Kỳ cười đáp, thực ra có nhiều kẻ có tiền ích kỷ như vậy cũng không có gì đáng trách. Đầu tiên phải nghĩ, người ta dựa vào cái gì cho ngươi bạc? Lẽ nào chỉ dựa vào một câu ông trời có đức hiếu sinh, người ta phải nôn bạc ra? Cũng là quá vớ vẩn đi. Lẽ nào cứu người còn cần lý do? Đôi mi thanh tú của Lý Thanh Chiếu khẽ nhíu. Ê, bà chị này của mình thật quá đơn thuần. Thiên hạ còn rất nhiều người cần cứu hơn, nên đây không phải là lý do. Lý Kỳ lắc đầu, lại nói, các người muốn người khác trả giá, đầu tiên chính các ngươi phải trả giá, để cho người khác được cái họ muốn, họ mới cho các người thứ các người muốn. Cậu nói cũng có lý. Lý Thanh Chiếu nhíu mày gật đầu hỏi, vậy theo như lời của cậu, chúng ta nên làm như thế nào? Rất đơn giản thôi. Tỷ có thể tổ chức một buổi biểu diễn để quyên tiền cứu tế nạn thiên tai, dùng tài hoa của tỷ để đổi lấy bà của bọn họ, như vậy mới là công bằng. Lý Kỳ cười đáp. Lý Thanh Chiếu hơi cau mày. Tổ chức biểu diễn cứu tế nạn thiên tai. Buổi biểu diễn này thực ra rất đơn giản thôi. Nói xong, Lý Kỳ miệng lưỡi lưu loát giảng dài cái gì là biểu diễn cứu tế cho Lý Thanh Chiếu nghe. Ở thời đại của hắn, những buổi biểu diễn như vậy thường xuyên thấy, không biết cũng khó khăn. Đương nhiên, Lý Kỳ rất ghét nhìn thấy những buổi biểu diễn như vậy, dù sao thì cũng không ai hy vọng nhìn thấy những nạn thiên tai xảy ra. Lý Thanh Chiếu nghe xong, trầm tư một lúc, cẩn thận phân tích ý kiến của Lý Kỳ, hơi gật đầu, hiếu kỳ hỏi. Biện pháp này là do cậu nghĩ ra được. Đối với một người làm ăn, ý tưởng đó không khó nghĩ ra. Chỉ là việc này không có lợi lộc gì, cho nên người bình thường rất ít khi nghĩ tới phương diện đó mà thôi. Lý Kỳ trả lời một cách khuôn mẫu. Lý Thanh Chiếu cười nhạt một tiếng lại hỏi. Cậu đã nghĩ ra điểm này, vậy vì sao cậu không làm? Nếu túi tiền cư của các cậu ra mặt mở một buổi biểu diễn cứu tế nạn nhân, ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Đồ mồ hôi, nói nhiều như vậy, cuối cùng thì vẫn bị cuốn vào. Điều này... Lý Kỳ làm ra vẻ mặt khó. Lý Thanh Chiếu nhìn hắn hỏi, sao vậy, cậu không muốn à? Lý Kỳ ngượng ngùng đáp, cũng không phải là không muốn. Nhưng hiện tại tiểu đệ còn phải chuẩn bị yến tiệc tròn tuổi cho cháu nội thái sư, làm gì có thời gian rảnh rỗi. Vậy có thể đợi yến tiệc tròn tuổi qua đi. Đợi yến tiệc tròn tuổi qua đi, ta còn phải thu thập Thái Lão Hồ Ly. Đương nhiên, việc này không thể tiết lộ ra ngoài. Lý Kỳ lại dùng kế hoãn binh. Thanh Chiếu tỉ tỉ, buổi biểu diễn cứu tế này không phải nói mở là mở, còn phải có một kế hoạch chu đáo tỉ mỉ mới được. Như vậy đi, chờ qua giai đoạn thời gian sau này, sau khi tiểu đệ làm xong việc, chúng ta lại chậm rãi thương lượng, tỉ thấy thế nào? Đối với Lý Thanh Chiếu, hắn rất tôn trọng nàng. Hơn nữa, việc này cũng không phải là việc làm xấu xa gì. Nếu có thời gian rảnh rỗi, cũng có thể thử xem. Dù sao, tổ chức biểu diễn cứu tế cũng là một cách để quảng cáo. Lý Thanh Chiếu thấy hắn không cự tuyệt mình, trong lòng cũng hơi an ủi. Nàng cũng là một nữ nhân, rất hiểu chuyện, gật đầu nói. Vậy cứ theo lời cậu nói đi. Lý Kỳ âm thầm thở phào một tiếng, không dám nói tiếp chủ đề này nữa, hỏi. Đúng rồi, Thanh Chiếu tỷ tỷ, Thất Nương đâu? Không phải nàng ấy tới đây cùng với tỷ sao? Lý Thanh Chiếu quay đầu đáp. Thất Nương đang ở hậu viện xem Phong Muội Muội dạy nhảy. Dạo, nàng ta nhảy có gì đẹp mà nhìn? Lý Kỳ vẻ mặt khinh thường nói. Lý Thanh Chiếu mắt chứa ý cười nhìn hắn. Việc giữa cậu và Thất Nương ta cũng biết một ít. Tỷ đã biết cái gì rồi? Có phải Phong Hoành Thủ nói bậy bọn nói bạ gì về đệ trước mặt tỷ không? Lý Kỳ cắt ngang lời của Lý Thanh Chiếu. Lý Thanh Chiếu thấy vẻ chột dạ của y thì khóe miệng mỉm cười, không đáp mà hỏi ngược lại. Cậu sợ cái gì à? Hả? Ai nói đệ sợ? Lý Kỳ hất ngực lên. Hắn biết Lý Thanh Chiếu chắc chắn đã khám phá ra chuyện giữa hắn và Thất Nương, cũng không tính toán giấu giếm. Đơn giản nói. Đệ và Thất Nương là lưỡng tình tương duyệt. Vì sao đệ phải sợ? Hả? Có một vài người suốt ngày nhớ thương làm sao chia rẽ đệ và nàng. Thật đúng là tiểu nhân âm hiểm mà. Lý Thanh Chiếu khẽ cười. Nếu như cậu không sợ, vì sao hai người phải che che lấp lấp? Cậu và Thất Nương là lưỡng tình tương duyệt, vì sao phải sợ lời gièm pha? Nói cho cùng, trong lòng cậu vẫn đang lo lắng điều gì đó. Ta không biết giữa cậu và Phong Muội Muội xảy ra chuyện gì mà khiến muội ấy có địch ý với cậu như vậy. Nhưng muội ấy cũng là vì suy nghĩ cho Thất Nương, chứ bản ý của muội ấy không xấu. Đúng rồi, mình phải sợ cái gì nhỉ? Lý Kỳ nhớ mày, trong lòng rất nhanh nghĩ ra được đáp án. Nguyên nhân chính là vì Bạch Thế Trung. Nhưng nghĩ lại, trong lòng không khỏi tự cười giễu, không thể tưởng tượng được một thanh niên đầy hứa hẹn của thế kỷ 21 lại không nhìn thấu triệt bằng một nữ nhân của xã hội phong kiến. Còn lo lắng vấn đề môn đăng hộ đối gì đó.
Dũng khí lúc trước theo đuổi Tinh Đình đã đi nơi nào rồi? Lý Kỳ à, Lý Kỳ, ngươi đúng là càng sống càng kém cỏi. Nhưng ngoài miệng hắn vẫn không chịu thua. Chẳng phải là do tiểu đệ băn khoăn thất lương sao? Là da mặt của nàng ấy mỏng, không muốn để cho người khác biết. Lý Thanh Chiếu lắc đầu cười khổ. Lời này ngươi nói cho chính mình nghe à? Lý Kỳ ngượng ngùng, cũng biết là không thể gạt được Lý Thanh Chiếu thì cảm kích nói. Bất kể là nói cho ai nghe, tiểu đệ vẫn phải cảm ơn Thanh Chiếu tỷ tỷ đã nhắc nhở. Tiểu đệ đã biết lên làm thế nào rồi. Lý Thanh Chiếu cười nhạt một tiếng. Cảm ơn thì không cần, chỉ cần sau này cậu ngàn lần đừng có cô phụ thất nương là được. Lý Kỳ nghiêm túc đáp. Tỷ cứ yên tâm, điều khác đệ không dám cam đoan, nhưng hạnh phúc mà một nữ nhân nên có, thất nương đều có, chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Lý Thanh Chiếu ngẩn người, chợt nghe thấy tiếng của Bạch Thiền Dạ ở phía sau. Lý tỷ tỷ, Lý đại ca, hai người đang trò chuyện gì vậy? Đúng là đang nhắc Tào Tháo. Tào Tháo lại đến. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 32 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 33.